Xin chào tất cả anh em. Hôm nay trời cũng đã khuya nha. Nhưng mà chơi audio thì người ta hay nói là không biết đến giờ giấc. Đam mê mà. Không chỉ dành cho người bán, người chơi mà kể cả người bán nha, cũng cũng đam mê nha. Riêng bản thân Khôi cũng rất là đam mê nha. Chứ không phải là chỉ là bán không đâu nha. Thì hôm nay trong buổi tối này Khối có đăng một cái ảnh về con Numly này. Thì để anh em đoán ha, nhiều anh em thì đoán 771881, nhiều anh em đoán xăng xui là đúng, xăng xui là đúng. Nhưng mà cái con này chính xác đó là 9010 nha, 9010. Là con này. Thì đây cũng là một trong những con Numly cực kỳ hiếm của dòng xăng xui. Nhìn vào cái hình thức thì nó rất giống với 881 đó, nhưng khi anh em so sánh cụ thể thì cái kích thước này nó sẽ dài hơn một tí ha, nó sẽ rộng hơn một tí ha đó. Và cái thứ hai, nguồn nó lớn hơn, công suất thì 320W nha, nó tính là công suất bao á, 160W trên kệ, thì đó là công suất bao. Còn công suất thực tế thì ai cũng biết rồi. Nó sẽ không đạt đến cái mức đó nha. Rồi những cái dòng lớn từ 881 thì nó chỉnh được bass, mid chép. Vì sao? Vì đây là cái dòng âm ly được sản xuất ra để nghe những đôi loa cổ, những đôi loa ngày xưa. Thì vào những cái thập niên 60, 70 thì những cái dòng nhạc đó nó thiên về cái dãy trên, đặc biệt là mid. Người ta hay nói là những cái đôi loa cổ thì nghe mít lồng lồng là như vậy đó nha. Có thể là ghép vào băng cối, đầu phát là băng cối ha, nó sẽ ra được một cái tiếng mít rất là ngọt ngào ha, rất là ngọt ngào. Đây, đó là cái điều đặc biệt những cái dòng cao cấp mới có ha, cao cấp mới có. Ý em không phải là nói là con này có, nhưng mà các cái dòng cùng là cao cấp thì mới có cái phần mít này nha. Rồi. Tiếp theo em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về cái ruột gan của nó ha. Rất đẹp mắt. Đầu tiên là nhìn vào cái hình thức của nó ha, còn rất mới rất đẹp anh em ha, rất mới rất đẹp. Con này còn cả bùi luôn anh em ha, bùi em chưa thổi nha, chưa thổi. Ví dụ đây, ví dụ ha, em sẽ đưa sát cái camera ha, để em xem này. Em chỉ cần đưa tay em chùi một cái là nó là mới rồi đó, bùi ha. Đó, em đưa vào đây đi ha. Đó, bụi. Đó, anh em thấy ha, camera nó hơi mờ một tí. Quay ban đêm nó hơi mờ một tí, nhưng mà nó là bụi ha. Đó. Đây, nhưng mà rõ ràng con này gọi là 7 màu ha. Rõ ràng đây là gọi là 7 màu, sườn 7 màu. Đó, cho anh em thích sưu tầm. Con này zin từ A tới Z ha, chưa qua vệ sinh, chưa qua chỉnh sửa bất cứ một cái điều gì, bất cứ một điều gì. Đây anh em ha, sườn 7 màu, đúng sườn 7 màu ha. Đây là 7 màu. Em sẽ quay chi tiết ha, để anh em xem. Đây là còn bùi nhá, em chùi cái là mới luôn này. Đó. Anh em thấy không? Bùi. Nên đây là chính là 7 màu. Như anh em, những anh em nào mà chưa nghe tới ruột gan 7 màu thì nó là như vậy đó anh em ha. Đây là quay thực tế ha, em cho camera quay vòng vòng luôn ha, quay vòng vòng tất cả các góc cạnh để anh em xem qua ha. Đây, đây là cặp đích đến 3 cặp loa ha, AB, AC, đó. Đây là các cái giắc cộng đầu vào ha, đầu vào. Còn trong này là sò đến 4 con sò sắc xanh ken ha, xanh ken anten. Đây là cầu chuyển điện nha. Con này dùng xuất Mỹ ha, 4 dòng điện, xuất Mỹ 4 dòng điện, xuất Mỹ 4 dòng điện, 4 dòng điện. Cầu loa còn rất đẹp ha, còn còn nguyên bản. Rồi, đó là về cái hình thức ha. Thì anh em xem qua, con này không chỉ hay mà nó còn là có cái giá trị sưu tầm
sưu tầm nữa nha. Là đối tác của các dòng loa Nhật Bione 771 AWN CS 77A 88A 99A CS E 700 vân vân, và có những anh em đã thử nghiệm và có những cái nhận xét thực tế là con này đánh được AR2 rất hay nha. Trong cái dòng xanh xui thì chỉ có cái dòng 771 881 9010 này đánh AR2 rất hay nha. Đó là những cái trải nghiệm của những anh em lão làng đã chơi và đã cho em những cái thông tin như vậy nha, chứ không phải là mình nói mồm nha. Lê Khôi Audio thì không nói mồm. Còn hiện tại thì Khôi đã ghép với một số loa kể cả AR2 tại nhà Khôi, AR2 ba đường tiếng nha. Cũng cho chất âm rất tuyệt vời nha, rất tuyệt vời. Anh em lưu ý cái đời này là đời tủ đen nha. Tủ đen có giá trị. Những anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm hiểu thêm về nó nha. 9010 ha. Sansui Receiver 9010. Đây. 9010. Đây hôm nay là công bố nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì em đã cam đoan là dính từ A tới Z thì anh em yên tâm để mua hàng ha. Và con này có cái giá mức giá tham khảo trên 15 triệu, trên 15 triệu. Giá thực tế vui lòng anh em alo hoặc là nhắn tin để chốt giá nha. Cảm ơn anh em rất nhiều và chúc anh em một đêm ngon giấc. Chi tiết hình ảnh mời anh em vào Facebook cá nhân Lê Khôi, Khôi Lê Đình, hoặc anh em vào Zalo ha, hoặc chờ loa đi bài Sài Gòn thì các cái chi tiết hình ảnh Khôi sẽ được đăng tải trên đó nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi và anh em đăng ký kênh nha, để cập nhật nhiều sản phẩm khác và ủng hộ cho Lê Khôi.